buộc túi nước hầm lò, một công nhân ngành than tử vong. Khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 10, tại công ty cổ phần than Núi Béo, Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong. Sự việc xảy tại giàn 28, lò chợ 21.109, công trường cơ giới hóa 1, công ty cổ phần than Núi Béo. Thời điểm này, nhóm công nhân đang làm việc đã gặp sự cố buộc túi nước, xuất lộ, với lưu lượng lớn. Khi sự cố xảy ra, hai công nhân Giàng AL, sinh năm 1990, và Phạm Văn Hát, sinh năm 1998, không may gặp nạn, những người khác may mắn thoát ra an toàn. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, các lực lượng chức năng cứu được công nhân Phạm Văn Hát, tuy nhiên, đến tận chiều tối công nhân Giàng AL mới được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp khắc phục hậu quả vụ việc, bàn giao thi thể người bị nạn và hỗ trợ cho gia đình lo tang sự theo quy định.